Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong sổ tay y học hôm nay sẽ hướng dẫn cách phục hồi chức năng sau chấn thương gãy xương, xử trí và cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm sẽ được bác sĩ giải đáp trong phần hỏi đáp y tế. Câu chuyện hệ lụy từ rượu bia sẽ là nội dung có ở cuối chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Chấn thương gãy xương do tai nạn lao động, chơi thể thao hay tai nạn giao thông khá thường gặp trong sinh hoạt lao động hàng ngày. Sau một thời gian bó bột phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp đinh, người bệnh sẽ ít nhiều giảm khả năng vận động. Để sớm có được sự vận động bình thường, tránh biến dạng xương, người bệnh cần thực hiện phục hồi chức năng sau chấn thương qua hướng dẫn của cử nhân điều dưỡng Trần Thị Thủy, khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên ngay sau đây. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cả các bạn về cách phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mổ gãy xương cẳng chân. Mục đích để phục hồi chức năng cho bệnh nhân gãy xương cẳng chân là gì? Thứ nhất, để phòng ngừa teo cơ cứng khớp, lưu thông các mạch máu để trả lại cái chức năng bình thường nhất có thể cho bệnh nhân. Cái này thì sau mổ thì chúng ta ngày tập vận động ngay sau ngày đầu tiên sau mổ, các cái khớp cổ chân nhẹ nhàng để hỗ trợ mình là nhân viên y tế hoặc là hỗ trợ người nhà. Thể tập đỡ nhẹ các khớp cổ chân để mục đích để cho lưu thông máu, phòng ngừa teo cơ cứng khớp và các di chứng sau chấn thương. Có thể như những trường hợp mà bệnh nhân gãy xương cẳng chân, tùy từng trường hợp là bác sĩ xử trí phương pháp như nào. Ví dụ như bệnh nhân mà dùng nẹp vít hoặc là đóng đinh thì những cái khớp mà khớp cổ chân và khớp gối chúng ta có thể tập vận động ngay sau ngày đầu tiên sau khi mổ. Ngày thứ nhất chúng ta có thể tập vận động như thế rồi. Còn để mà đi lại, tập vận động đi lại thì tùy thuộc từng phương pháp bác sĩ xử trí. Ví dụ như dùng kết hợp xương bằng đóng đinh nội tủy mà vững chắc thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân tập ngay sau khi mà đã kết hợp xương ổn định một tuần, bệnh nhân có thể đi lại bằng lại, đặt chân xuống đi lại được. Còn kết hợp bằng xương bằng nẹp vít thì tùy tình trạng mà gãy xương thì sẽ có phương pháp mà tập vận động để cho bệnh nhân đi lại như thế nào cho thích hợp. Ví dụ như gãy cốt xương bằng nẹp vít thì có thể là sau tháng thứ nhất thì có thể đi bằng hai lạng co chân gãy lên, tháng thứ hai có thể đi bằng một lạng và tháng thứ ba thì có thể bỏ lạng ra đi được lại bình thường. Vị thuốc vẩy tê tê còn gọi là xuyên sơn giáp. Theo đông y, vẩy tê tê có vị mặn, tính hơi hàn, tác dụng bài nùng, lợi sữa hoạt huyết, thông kinh và được sử dụng để điều trị u xơ tiền liệt tuyến, bế kinh, tắc sữa, xơ gan hay bệnh trĩ. Với những công dụng trên, tê tê đang bị săn bắt để lấy vẩy khiến cho loại động vật này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, việc tìm đến với các loại thảo dược có tác dụng tương tự để thay thế các vị thuốc từ các loại động vật là rất quan trọng. Trong chương trình Cuộc sống khỏe tuần này, Lương y Nguyễn Hữu Hiệp, Hội Đông y huyện Văn Lâm sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thảo dược có tác dụng thay thế vẩy TT. Vẩy TT thì nó có tính dược của nó là mặn, nhưng nhược điểm là hơi tanh, tính hàn. Thế dùng để mà điều trị giảm đau, thế rồi thì là thiếu sữa, thế rồi mụn nhọt, khó liền. Theo kinh nghiệm gia đình thì thấy rằng là có thể thay bằng cái các vị thảo dược thay nó thì thứ nhất là phải là cùng tính dược, thứ hai là phải cùng tác dụng, ví dụ vị ngưu tất, rồi vị đan sâm, vị hồng hoa, với đặc biệt là vị xuyên khung thì là hơi cay thơm. Ngoài ra đấy, có thể dùng thêm cả cái đào nhân, rồi thì kê huyết đàng, rồi thì một dược. Thế là trong quá trình điều trị, tôi nói ví dụ chị em mà ít sữa đấy thì trước đây thì có cái bài thuốc là phải dùng vẩy TT để mà cho nó xuống sữa. Thế hiện tại thì bây giờ thì là chúng tôi xin giới thiệu một cái bài mà sau khi sinh mà ít sữa thì sẽ dùng các cái vị thay vị TT như sau. Trước hết là dùng cái thông thảo. Đó. Cái thứ hai là mạnh môn, thứ ba là mộc thông. Đặc biệt thứ tư là vị châu cổ hay nó là vương bất lưu hành. Và vị nữa, một vị nữa đó, cái vị này đấy, đó là cây vọng cách rất tốt cho sữa. Thông thường thì người ta dùng cái lá vọng cách này để xay ra vắt lấy nước uống, hoặc là dùng cái lá non nấu canh ăn bình thường thì nó tốt cho cái sữa, nó sẽ xuống tốt hơn. Thế và đồng thời nó là tốt cho cả gan. Thế bên cạnh đó thì ta có thể kết hợp với cái việc ăn uống bằng cách là dùng các cái phần non của ngọn cây đinh lăng. Dùng cái phần non này mà ta có thể bấm được như thế này. Đấy, thì là ta dùng
cái phần ngọn tinh năng, nấu cháo với chân giò, rồi đậu xanh, một ít đậu xanh, một ít gạo nếp, một ít vừng nữa, thì là rất tốt cho chị em, và cái sữa nó sẽ xuống tốt hơn, nhanh hơn. Khi mà các bạn sử dụng các cái vị thảo mộc này mà thay cho cái vẩy TT thì về liều lượng thì ta theo như là sách liều lượng phổ thông. Ví dụ cái vị đan sâm này thông thường cũng là thì từ 8 cho đến 12, ngưu tất cũng thế, và hồng hoa thì ít hơn. Hồng hoa có khi chỉ cho 3 gram, 4 gram hoặc 6 gram, thế nhiều nhất là cho tới 8 gram. Mà xuyên khung cũng nhiều nhất là cũng từ 8 gram đến 12 gram là cùng. Và đào nhân thì cũng lại cho ít hơn. Riêng có cái xích tùng tiết, tức là cái mắt cây thông đỏ, là rất rất có tác dụng, mà dùng nhiều thì cũng chỉ nhiều nhất là tới khoảng độ 12 gram là nhiều nhất. Cái vị mà thông thảo là ta có thể cho tới từ 10 cho đến 16 gram, và mộc thông cũng như vậy. Thế còn bạch môn thì có thể là cho tới từ 8 đến 12 gram. Thế còn riêng cái lá vọng cách là có thể cho tới 20 gram, và có thể nhiều hơn nữa vẫn tốt. Hay là cái châu cổ, tức là vương bất lưu hành lại tốt, rất 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 bổ cho chị em. Ta có thể cho từ 10 đến 16 gram. Thế và nếu mà nấu cháo ăn, có thể ăn cho sối sữa, thì riêng cái ngọn đinh lăng này đấy, thì là ta có thể là cho tới 30 gram, mà càng nhiều càng tốt mà. Thế thì là chủ yếu lấy cái phần non này, thế đây là nấu. Thế còn gạo nếp, gạo tẻ thì cho vừa đủ, cùng với cái lượng của đậu xanh cho vừa đủ để có thể ăn được trong một bữa. Ngộ độc thực phẩm hay ngộ độc rượu rất dễ xảy ra, nên mọi người nên cảnh giác các biểu hiện bất thường như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng dữ dội, đau cơ, da tím tái, khó thở, ngưng thở, co giật, trụy mạch hay bất tỉnh. Và làm thế nào để không xảy ra tình trạng này, hay cách xử trí kịp thời như thế nào? Mời quý vị và các bạn đến với những chia sẻ của bác sĩ Lê Đình Liệu, Phó trưởng khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Ngộ độc thực phẩm thì nó do thức ăn ôi thiêu hoặc là thức ăn không đảm bảo thì gây ra tình trạng nhiễm độc ở đường tiêu hóa. Có một số trường hợp thì nhiễm độc lặng thì nó rơi vào, nó có thể nó gây ra tình trạng sốc nhiễm khuẩn đường, thì đường tiêu hóa. Thì những cái trường hợp ấy là những trường hợp là nặng nề nhất. Có những trường hợp cũng diễn biến rất nặng, nặng nhất là với những cái trường hợp mà ngộ độc rượu công nghiệp hay gọi là methanol. Thì có những trường hợp phải thậm chí phải lọc máu, phải thở máy và để lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Một số trường hợp thì ngộ độc rượu thông thường nhưng mà với số lượng lớn cũng gây nguy hiểm, cũng gây toan chuyển hóa, và cũng một số trường hợp cũng phải lọc máu. Người ngộ độc rượu bia thường là biểu hiện nhiều nhất là biểu hiện bắt đầu có những cái dấu hiệu biểu hiện nặng, là một cái tình trạng nôn mửa rất là nặng nề. Thứ hai là những trường hợp nằm ly bì, đấy, bất tỉnh. Thứ ba là có thể là bệnh nhân sau khi quá trình nôn sặc vào phổi gây ra tình trạng ho sặc hoặc là tím tái vân vân. Với cái việc hạn chế những trường hợp ngộ độc thì khuyên là mọi người là thứ nhất là ăn uống với những đồ ăn thì là phải ăn chín uống sôi. Thứ hai là những cái đồ mình ăn thì phải đảm bảo là không ôi thiêu, bảo quản tốt. Với những trường hợp ngộ độc thì lưu ý nhất là đa phần là những trường hợp ngộ độc rượu bia. Nhiều người trong gia đình hay là người thân của mình thấy là uống rượu hay là gì đấy, tình trạng là say, cứ tưởng là bệnh nhân ngủ bình thường thì đưa đến bệnh viện rất là muộn. Hy vọng là mọi người sẽ đưa bệnh nhân phát hiện và đưa bệnh nhân đến sớm bệnh viện để phục vụ là điều trị và tốt nhất cho bệnh nhân có thể. Người dân thì tích trữ đồ ăn trong tủ lạnh, thì khi mình chỉ lưu ý là khi bỏ đồ ăn ra thì nên kiểm tra kỹ càng. Thứ hai là hạn chế những cái đồ dùng quá lâu hoặc để trong tủ lạnh quá lâu. Chúng tôi lưu ý là với những cái trường hợp mà gia đình tích trữ thì thứ nhất là cái lượng thời gian tích trữ lên gia đình nên phải thường xuyên kiểm tra. Thứ hai là khi bỏ đồ ăn ra thì mình cũng phải là để ý, thứ nhất là màu sắc, thứ hai là có mốc, có ôi thiêu hay không nên kiểm tra kỹ càng. Thứ ba là cố gắng là đun sôi, đun kỹ trước khi ăn. Chúng khuyến cáo là
Với những gia đình thì nên tích trữ cái lượng thức ăn trong tủ lạnh nó vừa đủ nhu cầu của mình, không nên tích trữ nhiều thức ăn quá, vì thứ nhất là cái thời gian bảo quản nó rất là lâu, gây ra tình trạng ẩm mốc hoặc là thức ăn bị ôi thiêu. Thứ hai là thường xuyên là kiểm tra đồ thức ăn trong tủ lạnh lượng vừa đủ, vệ sinh sạch sẽ. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gia tăng bệnh tật, tử vong, hạnh phúc gia đình bị phá vỡ, nảy sinh tình trạng bạo lực, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đó là những hệ lụy từ việc lạm dụng rượu bia. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng số người lạm dụng rượu bia vẫn cứ gia tăng. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghịch, những đôi bàn tay run rẩy. Những hình ảnh đầy ám ảnh đó là những gì mà nhóm phóng viên chúng tôi bắt gặp tại khoa cai nghiện chất Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên. Chân tay run rẩy, đi lại không vững, đó là những hệ quả của việc lạm dụng rượu suốt gần 30 năm qua của bệnh nhân Nguyễn Văn Đại, 57 tuổi, ở xã Hồng Cường, thành phố Hưng Yên. Dù đã phải vào viện đến 7 lần, nhưng bệnh nhân này vẫn không thể từ bỏ con ma men. Hay uống rượu, uống vặt suốt ngày, không cai được. Về này bạn bè nó lại rủ đi, như là không cai được, như rượu thèm. Hay như bệnh nhân Nguyễn Đức Hạnh, 48 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, cũng bởi lạm dụng rượu mà gây ra chứng loạn thần, có những hành vi bạo lực với người thân. Uống rượu lâu rồi, 20 năm rồi, uống rượu nó không làm chủ được, nhưng mà nâng vào người. Chồng uống rượu nhiều, khi say lại đánh mắng vợ con. Thế nhưng khi phóng viên hỏi về tình trạng của bệnh nhân, thì những người vợ với dáng vẻ cam chịu lại không dám thừa nhận. Không đánh, chỉ nói, đàm nhảm nói. Cũng có uống cũng ít thôi, không uống mấy. Mỗi bữa chỉ một cốc, hơn cốc. Một cốc con, bây giờ. Phải chăng bởi thói quen khó bỏ, bởi việc thể hiện bản lĩnh đàn ông, bởi sự cam chịu của những người vợ, bởi nỗi sợ xấu hổ với bà con xóm làng nếu trong nhà có người loạn thần do rượu, mà trong thời gian gần đây số lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên ngày một tăng và chỉ vào viện trong tình trạng khá nặng hay gây ra những hậu quả đáng tiếc. Tính đến thời điểm này, số lượng bệnh nhân khám và vào điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do rượu chiếm 1/3 tổng các bệnh nhân tâm thần vào khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên. Số lượng bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do rượu vào năm 2021 là tăng so với năm 2020 là tăng khoảng 10%. Những bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do rượu vào viện là bệnh nhân rất nặng. Đấy. Hầu như những bệnh nhân này đã có những cái biểu hiện đã rối loạn về ngôn ngữ và hành vi và tri giác. Đặc biệt và những bệnh nhân này vào có những tổn thương kèm theo như ví dụ như là xơ gan, huyết áp, đấy, tiểu đường. Đấy. Chúng tôi vào đây điều trị cũng rất vất vả đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do rượu. Bởi vì ngoài cái rối loạn tâm thần và hành vi do rượu thì còn có rất nhiều bệnh kèm theo. Đối với những bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do rượu thì cũng có rất nhiều bệnh nhân để ghi nhớ, nhưng có một bệnh nhân rất ấn tượng, vợ bệnh nhân là giáo viên mầm non. Thế khi cái biểu hiện rối loạn tâm thần và hành vi do rượu thì người bệnh này là nghĩ đến vợ là đi cặp bồ ghen tuông, sau đó là người chồng đã cắt gân vợ. Cắt gân với mục tiêu là không cho đi cặp bồ nữa, nhưng thực tế là không phải thế. Đấy là cái ấn tượng nhất là trong cái cuộc đời bác sĩ. Để phòng ngừa hậu quả do rượu bia gây ra, Quốc hội đã ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Chính phủ cũng ban hành nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân. Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều cuộc vui sẽ diễn ra. Thế nhưng hãy vui thôi, đừng vui quá, bởi phía sau bạn là gia đình, là những người thân yêu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.